Tiếp tục chương trình diễn đàn tiến hành chuyên đề thứ nhất với chủ đề tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Nội dung thảo luận tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng vào các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp, khả năng hấp thụ vốn, chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ và các chính sách khác giúp cho doanh nghiệp vượt khó và tăng cường năng lực nội sinh. Sau 3 năm COVID-19, trong bối cảnh phát triển chung, nền kinh tế Việt Nam có nhiều nét khác biệt, thậm chí khác thường. Năng lực trụ hạng, khả năng đối mặt với các cơn gió ngược của kinh tế Việt Nam là rất ấn tượng. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế của nước ta chứa đựng nghịch lý. Doanh nghiệp Việt Nam giỏi chống chịu, sống dai, nhưng chậm lớn, khó trưởng thành. Nền kinh tế khát vốn nhưng lại khó hấp thụ vốn. Tăng trưởng GDP cao nhưng lạm phát thấp nhưng lãi suất cao. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên đánh giá, tình trạng ách tắc lưu thông các nguồn lực là căn nguyên bất động hóa các nguồn lực, làm cho chúng không thể chuyển hóa thành động lực phát triển. Vì vậy, vấn đề mấu chốt của kinh tế Việt Nam hiện nay chính là thông mạch, thông các nguồn lực. Thứ nhất là thông suốt về hạ tầng, thứ hai là thông thoáng về cơ chế, và cái thứ ba đó, thông minh bộ máy. Thông suốt về hạ tầng thì là vận hành về nguồn lực, trong này kinh tế nó mới bảo đảm được, giao thông mới tốt được. Tới đây thông tin là cái nguồn lực cơ bản, thì hạ tầng số nó phải thông. Thứ hai là về cơ chế, thì công khai minh bạch cộng với cạnh tranh bình đẳng sẽ bảo đảm cho nền kinh tế này nó thông hơn, giảm bớt cái cơ chế xin cho trong cái phân bổ nguồn lực, cái gọi là tác động hành chính trong phân bổ nguồn lực. Và cái thứ ba đó, thông minh vận hành, bộ máy phải biết ứng biến, không bị quá lệ thuộc vào cái quy chế. Nêu lên những nét cơ bản của bức tranh khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, 8 tháng đầu năm 2023, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tái gia nhập thị trường vẫn giảm nhẹ, khoảng 0,03% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, số doanh nghiệp ra khỏi hoặc tạm thời ra khỏi thị trường tăng đến 15,6% so với 8 tháng đầu năm 2022, lên tới 124,7 nghìn doanh nghiệp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân chính là do chất lượng cơ sở hạ tầng đang cải thiện, nhưng hiện vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế. Chất lượng hạ tầng Việt Nam về đường bộ, đường sắt, cảng, vận tải hàng không, cung ứng điện, cái này thì thực ra cái thứ hạng chúng ta so với các nước, đặc biệt là những quốc gia mà đang cạnh tranh chiến lược cái dòng vốn đầu tư của Việt Nam trong thời gian tới, thì Việt Nam vẫn có một cái chưa phải là một cái lợi thế, nếu không nói là so với nhiều quốc gia chúng ta đang trở nên bất lợi. Thì đây cũng là một điểm mà rõ ràng là những cái ưu tiên gần đây của Quốc hội, của Chính phủ để tăng tốc đầu tư vào hạ tầng theo chúng tôi là một chủ trương hoàn toàn phù hợp. Và nếu mà chủ trương này được thực hiện một cách mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, thì chắc chắn là đây là giải quyết một cái ách tắc rất lớn của các doanh nghiệp. Ngoài ra, ông cho rằng việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất kinh doanh cơ bản chưa thực sự thuận lợi. Vì vậy, giải pháp quan trọng nhất trong thời gian tới sẽ là tăng khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Để có thể tháo gỡ những rào cản khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay, thì cần có hệ thống chính sách đồng bộ và nhất quán trong tổ chức thực hiện hệ thống chính sách. Ngay sau phần tham luận đánh giá khá đầy đủ về thực trạng và có nhiều đề xuất, gợi mở các chính sách hữu ích nhằm khơi thông nguồn lực, tăng cường nội lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Diễn đàn tiếp tục với phiên trao đổi thảo luận với sự tham dự của đại diện thường trú Quỹ tiền tệ quốc tế MF tại Việt Nam, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, Chủ tịch VCCI. Những ý kiến đáng chú ý của đại biểu sẽ tiếp tục được chúng tôi gửi đến trong các bản tin sau.